chương trình phòng vấn và tìm hiểu chúng tôi bùi dương liêm xin kính chào quý vị kính thưa quý vị hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với một người đến từ miền viễn tây california nhân dịp ông ghé vùng hoa thành đốn thưa quý vị đó là luật sư nguyễn thành luật sư nguyễn thành chúng tôi được biết sau nhiều năm ông có nghiên cứu đặc biệt về vấn đề tòa án hình sự quốc tế và nhân dịp ông ghé vùng hoa thành đốn Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu chúng tôi được tiếp xúc với ông trong phòng tôi hôm nay. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu chúng tôi xin được đón tiếp luật sư trong phòng tôi hiện tại vùng thủ đô Hoa, tỉnh Đốn ngày hôm nay. Để hết là xin cảm ơn anh Bùi Dương Liêm xin phép được gọi như vậy, anh trong tình anh em cho nó thân mật hơn và chúng tôi rất là hân hạnh được anh tiếp xúc mặc dù là chưa quen biết nhau trước vì cái vấn đề đang nóng hồi ngoài cộng đồng vấn đề tòa án hình sự quốc tế và vấn đề truy tố cộng sản Việt Nam các tội phạm ra tòa án thì chúng tôi sẵn sàng đóng góp những cái điều gì chúng tôi biết đó được. thưa anh trên vấn đề chuyên nghiệp và nghiên cứu nhiều năm về vấn đề tòa án hình sự quốc tế thì thưa anh có thể bây giờ để bước vô cái chương trình để cho tất cả những người theo dõi có thể tìm hiểu được họ có thể biết được cái sự hình sự quốc tế nó khác biệt những cái điểm chính nào đối với vấn đề lãnh vực quốc gia để từ đó trở đi mình phải đi một cái chủ điểm vừa rồi anh có nói là vấn đề mình truy tố một số lãnh vực của người Việt Nam hiện nay ưu tư đó mà đưa ra bây giờ xin anh thưa anh Bùi Dương Liêm và kính thưa quý vị là trước hết chúng tôi phải minh xác một điều rõ ràng là gần đây chúng tôi bị không sức khỏe không không cho phép nhưng mà có đọc ở trên net một hai vị nhắc đến tên chúng tôi Và trong đó có nhắc tới nhưng mà hiểu các cái điều mà chúng tôi viết từ năm 2002 Về, về tòa án hình sự quốc tế và về vấn đề có thể đưa ra các tội phạm Việt Cộng ra trước tòa án Mỹ hay không Từ năm 2002 và đến cuối năm 2010 thì chúng tôi có viết một bài tóm tắt ba trường hợp có thể truy tố các tội ác cộng sản ra trước tòa án quốc tế và tòa án các quốc gia thì cái bài viết đó đã được phóng lên đó thì tuy nhiên có cái điều khoản sai là như thế này điều thứ nhất chúng tôi minh xác rằng là về cái vấn đề bất khả thời tiêu đó là cái lời xác quyết đó là của cố luật sư phạm thanh dân đó người đã hành nghề nhiều năm ở paris chứ không phải của cá nhân chúng tôi là nguyễn thành cái điều thứ hai là cái chữ bất khả thời tiêu đó là theo luật sư Phạm Thanh Dân viết đó là cái điều khoản 29 nó nguyên văn thế này. Nguyên tắc bất khả thời tiêu, đó nghĩa là nạn nhân không kiện được lúc này, thì sau này kiện lúc nào cũng được, không bị hạn chế về thời tiêu. Đó, có nghĩa rằng, theo theo nghĩa đó, thì không kiện ngược lại trước ngày mùng 1 tháng 7, 2002 là toán hình sự quốc tế mới ra đời được. Nhưng mà nó lại có các cái nguyên tắc tổng quát khác, là đối với những trường hợp tội phạm nghiêm trọng mà Cộng sản đang vi phạm bây giờ đó thì hồi tố không kể bao nhiêu năm. Đó là trường hợp rất nhiều vụ mà chúng ta đã viết trong bài. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai giờ để trả lời, xin trả lời anh là như thế này. Ngay từ năm 2002 là nghiên cứu về toán hình sự quốc tế trước khi ra đời. Toán ra đời ngày 11 tháng 4 2002 và có thời hiệu từ ngày 1 tháng 7 2002 thì chúng tôi đã viết bài trong tháng 6 và phổ biến trên cái tờ tiếng vang của anh Trần Văn Ngà rất dài và sau đó được các báo chí đăng. Thì thưa cái tòa án này nó ra đời, ra đời cái thời hạn đó đáng lẽ nó có những thay đổi lớn lắm nhưng mà chỉ có sáu nước chống là trong đó có Liên, có nước Liên Xô rồi à, có... xin lỗi có nước Nga cộng sản Nga nước Mỹ là hai đó và Iraq là 3, Việt Cộng là 4, Pakistan là 5 và uh, Ấn Độ là 6. Thế thì trong khi chống như thế đó thì cuối cùng đó thì Mỹ vẫn ký vô, nhưng mà cuối cùng thì chưa có được thượng viện Mỹ thông qua thì trong cái vấn đề cái tòa án hình sự quốc tế này là người ta chủ trương ra đời để bao trùm tất cả các tội phạm. Nhưng mà vì các Trung Cộng và Việt Cộng có dính vào đó thì sẽ bị truy tố cho nên họ chống cái vấn đề đó. Tuy nhiên lúc đó giải thích luật pháp có những tờ báo đã nói rằng dù ký hay không ký đó, đây là cái toán bao trùm thế giới và căn cứ với các điều khoản khác của Liên Hiệp Quốc đó. Anh không ký, anh vẫn bị truy tố như thường. Đó, chứ không phải là không ký. Thế thì trở lại vấn đề thì Tôi xin quý vị phân biệt hai trường hợp là thứ nhất. Anh vừa, anh vừa mới hỏi là tòa án hình sự quốc tế chúng ta đừng nói tới đây là tòa án hình sự quốc tế mới ra đời ngày năm 2002. Chúng ta không đề cập tới cái tòa án La Hay, gọi tòa án công lý quốc tế 1945, tòa án là kiện quốc gia, kiện quốc gia, chúng ta không nói tới. Nhưng mà cái tòa án này là có cái tham vọng bao trùm thế giới, nhưng mà nó vẫn có các cái điều khoản, có thể nói là phải đi vào chi tiết, rất là kỹ mới hiểu được. Mặc dù là bất khả, cái nguyên tắc là bất khả hồi tố, rồi thời hiệu, nhưng nó có nguyên tắc tổng quát khác rằng là có điều khoản cho hồi tố được. Cho nên vấn đề của Việt Nam kiện được hay không đó ra cái tòa án này, chúng tôi xin nói rõ như thế này. Cái tòa án này nó khác cái tòa án kia, nó không dưới quyền của Hội đồng Bảo an. Và cái điều của nó, một cái điều khoản nó rõ ràng là các nước thành viên có quyền kiện hình sự ra tòa án này hoặc là Hội đồng Bảo an kiện chuyển hồ sơ qua để xin sự thụ lý nó khác với tòa án 45 được ra lệnh cho người ta. Còn cái điều khoản thứ ba đó là công tố viên tự điều tra và theo ai, theo các nạn nhân tố cáo thì nạn nhân có quyền nộp đơn cho công tố viên và công tố viên có quyền đưa ra chứ. Tại sao bây giờ các nạn nhân của Việt Nam nếu mà nộp đơn, tôi thí dụ đi trường hợp của của Việt Nam vụ của mậu thân chẳng hạn, bây giờ nộp tất cả các hồ sơ cho công tố viên và công tố viên thấy vấn đề này là những tội pháp nghiêm trọng thì công tố viên đưa ra là vấn đề có thể đưa được chứ tại sao không đưa được ngay cái toán hình sự quốc tế 2002 đó là vấn đề toán hình sự quốc tế đó tóm lại là vấn đề đưa được hay không đưa được là tùy theo cái hồ sơ và cái cách tiến hành thế nào để có khả năng tiếp xúc thuyết phục được ông công tố viên người ta thấy đây đúng là vụ án nghiêm trọng người ta có quyền đưa ra hội đồng bảo an không có quyền ngăn cản đó là vấn đề nạn vì trong cái điều khoản ghi rõ là nạn nhân có quyền khởi tố, khởi tố thì nộp hồ sơ cho ai nộp cho công tố viên. Cho nên bây giờ không thể khẳng định rằng được hay không được hay không là do công công tố viên không ai có thẩm quyền giải thích thay luật cả khi luật này chưa thi hành chưa có án lệ thì chúng ta vẫn có quyền nộp đây là một cái cây đầu tiên nó trở thành án lệ có thể trở thành án lệ vì cái trường hợp của Việt Nam rất là rất là đặc thù đó khi tòa luật nào cũng ra đời cũng thế thôi ra đời không thể tiên liệu được hết tất cả trường hợp đó thì bây, bây giờ theo tôi khi mà chúng tôi năm khi mà cái trường hợp của cha lý xảy ra đó chúng tôi đã thở và bây giờ lập cái hồ sơ rất tiếc cha lý ở trong nước nếu cha lý ở hải ngoại đó thì đưa hồ sơ để xin công tố viên cái vụ án hình sự này là một vụ án nghiêm trọng đưa tòa án quốc tế đó là cái diễn nhất. tiến thưa, 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 thưa anh luật sư thành là cái diễn tiến để rồi mà sau khi mình biết cái đơn vị đó mình biết cái cơ quan đó có thể chuyển cái hồ sơ đó để đưa ra tòa án hình sự quốc tế đó thì cái diễn tiến theo những cái gọi là cấp độ hay là như thế nào để rồi mình nhìn thấy rằng à cái trường hợp đó có thể khởi tố được và có thể diễn tiến tốt đẹp được vâng, đó vâng. thì cái giai đoạn đầu tiên đó, chúng tôi muốn nói là nộp ở đâu và họ đại khái trên cái vấn đề chuyên nghiệp đó Thì luật sư Thành có thể cho biết là họ cứu xét Rồi sau đó họ làm những cái thủ tục diễn tiến tiếp tục như thế nào ừ. Tại vì trong cái vấn đề mà kiện tụng Tại các quốc gia mình thấy đã phức tạp yeah. Mà cái hình sự quốc tế tôi nghĩ rằng Vấn đề đó có thể nó gấp bội phần ừ. dạ Xin vậy. mời 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 Vâng thưa thưa thì thưa, thưa Muốn trả lời câu hỏi của anh em nó rất là dài dòng Và lại nó chưa có một cái án lệ Chưa có cái tiền lệ nào cả bây giờ phải cái ông công tố viên này ông ấy căn cứ cái điều khoản này ông ấy thấy có thể truy tố được không rồi nó mới trở thành các cái án lệ trong tương lai chúng ta mới biết diễn tiến nó như thế nào đi vào chi tiết bây giờ nói trường hợp anh đêm thì chúng tôi xin trở sang cái trường hợp một tòa án hình sự quốc tế khác tòa án hình sự quốc tế khác đến tòa án nó gọi là tạm thời thì cái tòa án này là cái trường hợp xảy ra đó tôi 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 đọc trên báo tôi thấy nhiều vị nói là không thể truy tố được các vị vị nguyên thủ quốc gia cái điều đó không đúng cái tòa án xử Milosevic đó là Hội đồng Bảo an ra một cái nghị quyết thành lập từ năm 90, 90, 95 là truy tố đương kim tổng thống của Cộng hòa Liên bang Nam Tư là Milosevic. Nhưng mà trong thời gian đó, đó thì xảy ra vấn đề Kosovo và đến lúc cuối cùng Milosevic đổ rồi đó thì đã qua trình diện ở bên bên bên, bên cái tòa án ở La Hay thì thưa cái trường hợp toán tạm thời đó là người ta lập thủ tục để truy tố. Cái nó quan trọng chỗ là truy tố đến lúc mà tất cả cái nội các của năm tư đổ rồi đó thì qua bên bên La Hay đó thì có cái sự hợp tác của quốc hội năm năm tư nó họ ra các cái đạo luật rằng tất cả những người 29 27 nhân vật bị toán hình sự quốc tế tạm thời đó truy tố vị nguyên thủ đương kim chứ không phải là kiểu đó truy tố đó thì những người đó phải qua trình diện để đổi lấy cái gì được tại ngoại hầu tra trước khi sự tòa đã có vị vị tư lệnh quân đội mà di, di dân ra khỏi nơi khác để dành cho cái sắc tộc khác đó người đó ra trình diện đầu tiên và đã có vị tổng trưởng sợ rằng ra trình diện nó sẽ bị tội đã tự tử trước khi trình diện tóm lại tôi muốn thưa mấy anh là có một loại toán hình sự thứ hai là toán tạm thời toán tạm thời đó đã áp dụng ở năm tư đã áp dụng ở Rwanda và vừa qua áp dụng ở Campuchia thì cái diễn tiến cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Thì trong khi đó cũng lại về vấn toán tình sự nữa thì cái vụ quay Pinochet chúng ta thấy xảy ra cái diễn tiến như thế nào. Đường vụ án ra tòa không ai dám bỏ đảm là thắng hay không thắng. Cái xác suất của nó chỉ có thể nói vụ này có nhiều xác suất thắng, còn cái quyền cái quyền giải quyết là của ông tòa bằng chứng cụ thể cho chúng ta thấy một công dân của 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 Mỹ vừa bị 6 năm tù ở bên Ý lên đến tố cáo phát hiện họ đảo lộn là thả ra đó là những vấn đề đã xảy ra ngay cái vụ Pinochet cũng thế ông ta ông Pinochet cựu tổng thống của Trí lợi qua bên anh bị cảnh sát anh bắt bắt theo lệnh của ai theo lệnh của ông thẩm phán Tây Ban Nha Tây Ban Nha làm sao lại có quyền bắt một ông tổng thống Chile ông ký lệnh sát cho bên London cảnh sát London giam giữ ông này đưa ra tòa sơ thẩm tòa sơ thẩm đồng ý vụ bắt này hợp lý đưa lên tòa thượng thẩm tòa thượng thẩm bác bỏ vô lý bởi ông này là nguyên thủ quốc gia có quyền bất khả xâm phạm rồi được hưởng quyền biến tố về ngoại giao cuối cùng lên đến tối cao pháp viện năm 2000 năm 2000 ngày 3 tháng 2 năm 2000 tối cao pháp viện anh ra một cái phán quyết rằng những nguyên thủ quốc gia hay không đó mà vi phạm các tội ác nhân quyền tội ác nghiêm trọng như Việt Cộng đã đã vi phạm đó thì đi đâu cũng có thể bị bắt và cũng xử được cả tòa án nước nào cũng xử được cả và cái tội ác đó là cái tội ác không có thời hạn bây giờ bắt 30 năm sau mà vỡ được vẫn bắt vẫn được đưa ra tòa lên thường thì thưa anh vì thế vẫn muốn nói vấn đề này cái thủ tục đưa ra tòa cái xác suất hay không nhất là toán hình sự quốc tế thường trực bây giờ chưa có án lệ làm cách nào để giải thích luật thì tôi nghĩ là Việt Nam có thể là nước đầu tiên để đưa cái kê này ra để thuyết phục người ta đưa ra tòa vì cái tội ác của cộng sản nó nghiêm trọng quá, nó có hệ thống cả gần một thế kỷ nay và đến ngày hôm nay nó càng tàn bạo hơn nữa thì đưa ra tòa trong trường hợp đó nó sẽ trở thành một cán lệ của thế giới. Thế còn này, cái vấn đề là đưa theo cái thủ tục như thế nào thì tôi thưa mấy anh. Bây đâu. giờ, đó. bây giờ dưới con mắt chuyên nghiệp vâng. của một luật sư nghiên cứu về vấn đề hình sự quốc tế đó, nếu có một số người một nhóm người, hay cá nhân mà họ truy tố của tội ác cộng sản Việt Nam, yeah. thì thưa luật sư, mình nghĩ rằng mình có cái cơ hội sẽ họ sẽ thụ lý cũng như là mình có cái cơ hội là cái hình sự quốc tế đó họ sẽ đưa ra và chúng ta có những cái điểm lợi hay không? Theo ông? Thưa anh, thưa anh như thế này này, trong cái bài mà tôi tóm tắt lại đó cho cái đặc san luật khoa tháng 10, 2010 tôi có nói rõ ba trường hợp. Thứ nhất ra cái toán hình sự này, nó rất nhiều khi khó khăn. Toán hình sự quốc tế thường trực đã 2002 đó. Nó không chắc ăn bằng truy tố cho các tòa án quốc gia có thẩm quyền quốc tế. Cho nên cái chiều hướng đưa ra toán quốc gia thẩm quyền quốc tế chẳng hạn như truy tố tại Anh, tại Tây Ban Nha, tại Đức, tại Canada thì chúng tôi nghĩ rằng cái xác suất nó thắng nhiều hơn đó đưa toán hiện tòa... nay có 8 quốc gia ừ, nằm ở vâng. trong Không, cái vị trí. Thưa, đó. thưa anh, hiện nay có nhiều lắm chứ. Nhiều lắm. Quốc gia. Yeah. Càng ngày sau cái án lệ của tòa tối cao phán quyết của tòa tối cao anh ngày 3 tháng 2 năm 2000 các cái khuynh hướng là xin xin, xin tôi, tôi xin thưa anh là nhìn vào các vấn đề này là phải nhìn đến cái khuynh hướng của, của luật pháp quốc tế. Mà cái khuynh hướng của luật pháp quốc tế là từ 98 đến bây giờ càng ngày nó càng đi đến vấn đề là mở rộng về cái vấn đề tội phạm nhân quyền và tội phạm nghiêm trọng là quốc gia nào cũng có quyền sự. Hiện nay có một khoảng 10 quốc gia đã đã thi hành cái phán quyết đó. Tức là những người nguyên thủ quốc gia hay phạm những tội ác, tra tấn, lạm quyền, rửa tiền đến các nước đó là có thể bị bắt, có thể bị truy tố. nó không gì không phải là dưới 8, 8 quốc gia. Và chúng tôi, tôi nghĩ còn nữa. Thế bây giờ cái vấn đề là những cái anh, thí dụ những tội, tôi lại xin mở dấu ngoặc nói vấn đề này nữa là truy tố tội ác Cộng sản không có nghĩa rằng truy tố đảng Cộng sản, nếu mà dùng truy tố đảng Cộng sản nó lại sang vấn đề chính trị, vấn đề theory không truy tố được. Ta lấy một thí dụ là trường hợp của ông các Mát viết cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1848 không truy tố không được. Nhưng về sau đảng Cộng sản đi thực hành cái bản tuyên ngôn đi vào các cái tội ác thì truy tố các cái nhân vật cầm quyền. Đó là lý do mà thưa anh ngay Milosevic, ông không ra lệnh trực tiếp ông là cựu tổng thống ra mà ông ấy xuất từ 2004 đến 2008 không tòa xử Melosevic ở La ở La Hay đã không kiếm ra được tội phạm thì ông ấy chết không kiếm ra được cái cái giấy tờ nào ông ấy ký và chỉ những thừa hành ở bên dưới thôi cho nên bây giờ chẳng hạn truy tố mà trường hợp tôi lấy ví dụ cụ thể những trường hợp của Hoàng Phủ Ngọc Tường Nguyễn Tắc Xuân đó, là thộp cổ các anh đó truy tố các anh đó rồi từ các anh đó luật sư của bên 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 nguyên người ta sẽ đặt những câu hỏi trước tòa và đến cái trường hợp các anh đó sẽ phải từ từ nó lên đến trên nó lên đến trên thì ai ra lệnh cái vụ mậu thân rõ ràng ngày hôm nay chỉ còn võ nguyên giáp nó dính cái võ nguyên giáp nếu tòa án thụ lý cái vụ mà truy tố những cái nhân vật mà thì, thì trực tiếp thi hành tội phạm mậu thân đó thì nó sẽ lên đến trên đến trên chứ bây giờ nói là truy tố bây giờ gọi truy tố các cái cấp trên thì cái người ai ra lệnh không biết nhưng mà cuối cùng cái vụ một thân chẳng hạn thì cuối cùng cái người mà cái 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 mở vào trận tổng công ngày hôm nay chỉ còn võ anh giáp vào thôi thì cái công tố viên của tòa án quốc gia hay hình sự quốc tế người ta có quyền để xin dẫn độ tôi lấy ví dụ như thế mà không dẫn độ có quyền cử những luật sư sang tận tới nơi để thẩm vấn ngay ngay những nhân vật chóp vụ. thì thưa anh như thế này không phải kiện nói một cách chung chung là truy tố đảng cộng sản việt nam mà thực là phải truy tố các cái cá nhân tội phạm rồi từ cá nhân tội phạm đó là thay mặt đảng tức là không khác gì đảng trách nhiệm cái điều đó bây giờ cái vụ một thân thì rõ ràng là phải có lệnh của đảng thì mới thi hành giết người tập thể như vậy được đảng chịu trách nhiệm những anh nào thi hành truy tố những anh đó rồi nó mới dí, dí dần lên trên thực anh đó, trường hợp nó như vậy. Đó. Bên cạnh cái vấn đề mà cá nhân tội phạm, ví dụ như luật sư vừa đề cập đến đó, vấn đề tài liệu, vấn đề và nhân chứng, vấn đề mà gọi là trình trước tòa, cái đó có phải là một cái yếu tố phức tạp và khó khăn để rồi mà đi vô mà gọi là mình đưa ra hình sự quốc tế về vấn đề mà gọi là mình truy tố các tội ngân là là cá nhân tội phạm cái tài liệu những cái hình ảnh đó có phải là một cái một yếu tố vô cùng quan trọng hiện nay là mình lại không có đủ những cái 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 cái, 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 cái chi tiết nắm ở trong tay ví dụ trường hợp tế màu thân có phải đó là một cái mà lo ngại cho phía người mà, mà nguyên cáo không thưa anh tôi ghi rằng các cái tài liệu về tội ác cộng sản nó nó tràn lan thế giới rồi ngay cái vụ giết bốn bác sĩ đức đó tràn lan các thế giới rồi cái vấn đề cái vấn đề ngày hôm nay nó ngay từ năm 2002 chúng tôi đã hô hào anh em kiểu tù chính trị truy tố ra tòa Mỹ nhưng mà cái thời hiệu nó hết bởi vì tòa hình sự Mỹ về phương diện hình sự chỉ có 10 năm thôi không truy tố được còn đối tội ác nghiêm trọng là không có thời hiệu có thể không có thời hiệu thì thưa anh là vấn đề ngay từ năm 2002 chúng tôi đã hô hào mở mặt trận pháp lý đối với đảng cộng sản Việt Nam nhưng còn vấn đề bây giờ đặt ra là cái người ai cũng có quyền đứng ra làm cái này hết nhưng mà cái cách làm nó như thế nào và cái người hồ sơ thu thập như thế nào đó là cái yếu tố kỹ thuật phải cái, cái 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 vấn đề đó là do cái người đó làm và thứ ba nữa là cái 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 người luật sư phải đủ cái power phải đủ cái cái uy tín để mà đứng thủ lãnh về này cho nên thưa anh rằng là nói là hai chục ngàn năm chục ngàn một trăm ngàn đối với cái vụ này nó không nghĩa lý gì cả đó Thế bây giờ bây giờ đấy ngay vấn đề đưa ra các cái tất cả các như anh nói thì vật chứng có đầy đủ tài liệu rất nhiều rồi đó bằng những hình ảnh rõ ràng Bây giờ cái quan trọng nhất là các nạn nhân Họ chính là nạn nhân Họ đứng, họ nộp đơn, họ khởi tố Chứ không phải là có ủy ban nào đứng ra được Cái nạn nhân của ủy ban chỉ là trung gian mà thôi Đấy thì các cái, các cái đơn của họ kiện gom mà đưa cho luật sư Luật sư người ta coi thấy đủ yếu tố Đó là những nhân chứng, vật chứng rồi Anh ấy, anh hiểu Và đồng thời trong khi đó anh thấy là biết bao nhiêu tài liệu về vụ thân Và có thể đưa ra đủ để mà đủ cơ sở để mà truy tố các tội phạm anh nào thi hành cái đó thì từ những anh tội phạm các ké bên dưới nó mới đi đến trên ai ra lệnh và người trách nhiệm tưởng tưởng là ai thưa anh tức là đảng cộng sản việt nam tức là truy tố cá nhân nhưng mà thực ra là đảng cộng sản việt nam trách nhiệm bây giờ cá nhân cái vụ một thân giết người như thế bị tòa án lên án cái tội thì đương nhiên là đảng cộng sản việt nam nó chịu trách nhiệm cái điều đó chứ còn nếu nói truy tố đảng cộng sản việt nam thì không đi không truy tố không không có cái, tò, cái tòa, án mỹ là không xử với chính trị, thưa anh cũng xin trở lại trường hợp năm 2002 chính anh trần văn nga anh nguyễn đạt thịnh sau khi chúng tôi viết bài hô hào đó thì có mở một cuộc họp tại khu hội tù nhân trị bắc cali và cũng và đứng nộp đơn cho khu hội thì tôi thấy là truy tố là tòa mỹ mà tổng hội khu hội đứng ra thì hỏng rồi bởi vì tòa mỹ không xử với vấn đề chính trị nếu bây giờ một tổng hội chiến tranh tù kiểu nhân trị mà đưa ra thì bên Việt, bên Việt Cộng nó có lý do để nó xin bác ngay đây vụ án chính trị. Còn cá nhân, trường hợp như tôi bị nạn thế này, bị bắn, chúng tôi đã làm đơn. Nhưng rất tiếc cái thời hiệu nó qua rồi, hết 10 năm rồi, chúng tôi không làm được. Cái hồ sơ chúng tôi đã chuẩn bị, có anh Đặng Văn Tiếp là bạn chúng tôi bị đánh chết trong tù, có anh Lê Hữu Bôi trong đó, có vân vân. Chúng tôi chuẩn bị để đưa luật sư nghiên cứu, luật sư nghiên cứu và đưa ra thì nó cái thời hiệu nó quá. Nhưng mà riêng đối với cái vụ mậu thân, nó là vụ án giết người tập thể nó còn cái nghiêm trọng thì nó không có cái thời hiệu như thưa mấy anh nhưng mà cái người kiện không phải là cái ủy ban nào đứng ra đi kiện mà những cá nhân bây giờ cái ủy ban đã có các cái hồ sơ của những nạn nhân đó là cái điều quá tốt rồi những căn cứ và những bao nhiêu tài liệu truyền thanh truyền hình và trích dẫn được ra đó, các thứ đó đủ cái cơ sở để mà nộp trước cái tòa án hình sự nếu họ thuyết phục được Công tố viên thay đây, đây là vụ án nghiêm trọng để hồi tố trở lại. Còn nếu không thì các tòa án quốc gia đã hồi tố rất nhiều rồi. Thưa anh tôi dẫn chứng một trường hợp cụ thể là tòa án Do Thái. Các tội phạm về nước quốc xã giết người Do Thái đó là xảy ra năm 39-45. Ngoài ra năm 48 nước Do Thái mới thành lập làm gì có luật. Nhưng mà đến năm 61 công ty bắt được một tay giết người Do Thái trốn suốt bao nhiêu năm mang về cho thái vẫn xử vẫn hồi tố như thường đó là trường hợp đã có những quốc gia làm như thế chúng ta có thể làm được cái điều này là thí dụ nó cộng đồng hải ngoại mạnh đó đoàn kết được với nhau đó và có rất nhiều người đứng đơn hay có những người giỏi nghĩa là thông xạ thạo về thủ tục quốc tế nghĩa là ý, liên hiệp quốc với lại nghị hội âu châu thí dụ như giáo sư vũ văn ái chẳng hạn đó ông rất giỏi về cái vấn đề đó đó Thì những, cái, 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 cái đường đi nước quốc các cơ là có rất nhiều người đứng ra đó thì có thể xin liên hiệp quốc thành lập ủy ban để cứu xét về nhân quyền ở việt nam bởi vì anh nhớ là cái hồi mà xảy ra vụ giáo biến động đó 63 đó rồi có cả một phái đoàn của liên hiệp, của liên hiệp quốc qua để điều tra nhân quyền rồi cuối cùng bảo không có vấn đề gì đó thì bây giờ cái tình trạng việt nam nó tệ hại hơn nhiều nó gấp bội ngày xưa mà người hải ngoại mình mà đứng ra làm cái điều đó chúng tôi nghĩ trong tương lai sẽ phải làm cái điều đó rất nhiều người đứng xin Liên Hợp Quốc mở một cuộc điều tra về nhân quyền Và nếu quả tình nó vi phạm như vậy thì có thể thiết lập một tòa án hình sự quốc tế Tạm thời ad hoc cho trường hợp Việt Nam Đó, Bây giờ có một thế. cái điều, có một cái yếu tố cũng khá quan trọng của yeah. vấn đề tài tránh Vấn đề tài tránh, thưa anh như tôi đã thưa mấy anh Bây giờ chúng tôi xin thưa thế này Ngày 4 tháng 10, 2010 chúng tôi đến Paris thuyết trình đó về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa thì chúng tôi có gặp một số người của Cha Lý thì chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ Cha Lý chỉ có một cái kẹt Cha Lý nằm trong nước bây giờ có cho phép ủy quyền cho luật sư ở nước ngoài đứng kiện không thì chúng tôi cũng đi tìm luật sư phải có uy tín phải có kinh nghiệm chứ còn bây giờ luật sư không uy tín kinh nghiệm đó thì sợ rằng nộp cho họ đó luật sư bị ở ngoài quốc thì đông quá chưa chắc đã chúng ta, phút, ta còn khoảng 5 phút nữa, nữa. vâng Được. thưa anh chúng tôi đã tiếp xúc luật sư thì ông tôi mở hồ sơ đã phải 100 000 ngàn rồi còn thắng hay không thắng cái vấn đề nó chưa nói tới bây giờ mở hồ sơ để có ít 100 ngàn chúng tôi điều đình bằng tiền túi của chúng tôi 50 000 ngàn để xin mở hồ sơ nhưng mà chúng tôi đặt điều kiện thế này để mở hồ sơ xong rồi đến 50 000 ngàn đó nếu mở hồ sơ 50 000 ngàn không đó không tòa không xử đó chúng tôi mất 50 000 ngàn nhưng mà các cái bước tiếp theo nó là cái gì? Xét hay không đến giai đoạn nào? Có ra tòa hay không thì đến cái mức nào? Cái vấn đề nó phải bạch hóa cho đồng bào biết. Đó thì không thể nói chung chung là bây giờ cứ mở hồ sơ thu rồi mai mốt nó tăng lên 20 ngàn, nó tăng lên 50 ngàn, tăng lên trăm ngàn. Thì cái người đứng ra làm trung gian sẽ bị lỗi với đồng bào. Vì đồng bào đâu có biết, chỉ biết là được suy tố đây yên trí là phải thắng hay không thắng. Ví dụ như thế nhưng mà đùng một cái đến nửa trường Tòa bác và cái mà mất 5 chục ngàn rồi thì làm sao cho nên các cái diễn kiến đó bổn phận anh đến văn phòng luật sư cũng thế thôi anh phải kỹ con tác đó anh có thể deposit bao nhiêu tiền anh có thể đóng cho cho bao nhiêu tiền vào trong các cao để cho cái vụ đó nhưng mà đến giai đoạn nào không làm được người ta phải hồi lại yeah, right. nó phải gói yeah. công tắc rõ ràng right, right. bây giờ right. chúng ta còn khoảng gần 2 phút nữa yeah. thì xin luật sư thành có thể đúc kết bây giờ cái vấn đề mà truy tố mà cá nhân tội phạm của cộng sản Việt Nam Vâng, thưa anh Bùi Dương Liêm và kính thưa quý vị là chúng tôi hòa tình là đến đây hết sức đột ngột và vấn đề là vấn đề kỹ thuật, vấn đề chuyên môn mà chúng ta đã viết từ 2002 đến ngày hôm nay nhân cái 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 cái, cái, cái xôn xao ngoài cộng đồng là chúng tôi có có đọc sơ qua chúng tôi không chúng tôi chưa có ý kiến gì cả đó thế nhưng mà hôm nay cũng rất là quý mến anh Bùi Dương Liêm là một trong những chiến hữu cũ đó của trong cái vấn đề đối với đất nước thì chúng tôi sẵn sàng lên để đóng góp bài ý kiến chúng tôi xin kết luận thế này này chúng ta có ba con đường để truy tố thứ nhất ra tòa án hình sự quốc tế thường trực năm 2002 cái vấn đề nó rất phức tạp chưa có vụ án nào cả chúng ta làm một cách nghĩa là nếu chúng ta làm được cái vụ này thì nó trở thành án lệ đầu tiên cho thế giới và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm và phải làm đó là bởi vì cái trường hợp Việt Nam nó đặc thù thằng cộng sản cướp Việt Nam dẫm lên chính quyền mà ngày hôm nay vẫn ngồi ở trong hội đồng bảo an chẳng hạn thì bây giờ cái tòa án này nó chúng ta làm được là cái điều nhưng mà chúng tôi vẫn nói thêm trong cái bài viết gần đây rằng là cái trường hợp dễ dàng hơn có thể làm được không là đưa ra các tòa án quốc gia của các nước mà người ta mở rộng cái quyền đó là vấn đề thứ hai còn vấn đề thứ ba nữa là vẫn có thể làm là thành lập bằng bằng cộng đồng hải ngoại với trong nước nữa xin ủy ban nhân quyền nước quốc mở cuộc điều tra về nhân quyền Việt Nam ngày hôm nay nó tệ hại gấp bội so với năm 63 thì công sang điều tra đi và công thấy nó tệ hại như vậy thì ông thành lập một tòa án tạm thời cho vấn đề của Việt Nam đó là ba giải pháp có thể làm được. Truyền à. hình uh, chương trình phỏng vấn và tìm hiểu chúng tôi ở vùng Hoa Tình đốn xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thành đã bỏ chút thời giờ ghé tới để chia sẻ với khán thính giả về những điều mà liên quan tới hình sự quốc tế yeah. mà hy vọng rằng tất cả những điều đó chúng tôi đã nghe được những cái sự nghiên cứu của ông một lần nữa chúng tôi truyền hình yeah. bên vùng hoa thành đốn xin được cảm ơn ông vâng xin cảm ơn anh bùi dương liêm và xin cảm ơn quý vị nghe tôi trong một phút nghĩa là đột xuất thì chúng tôi xin hướng hứa với quý vị là suốt từ năm 2002 đến nay chúng tôi vẫn im lặng về vấn đề này nhưng mà nhân vấn đề cộng đồng thì đương đưa vấn đề này ra thì chúng tôi trở về đó chúng tôi sẽ có những cái bài viết để bổ túc một cách chi tiết rõ ràng hơn để mà quý vị quý vị thấy cái vấn đề nó rất là nhiều khê rất phức tạp như thế nhưng mà chúng tôi vẫn khẳng định một điều rằng chúng ta có ba con đường để đưa ra tòa vâng. hình sự quốc tế tòa án quốc gia mở rộng và thứ ba nữa là đứng rất nhiều đơn của người hải ngoại trong nước để xin Liên Hợp Quốc mở một vấn đề về nhân quyền Việt Nam và có một tòa án về vấn đề cho Việt Nam vấn đề vi phạm nhân quyền. Vâng thưa anh vừa vâng xin cảm à, ơn một anh. lần nữa xin được cảm ơn luật sư và cầu chúc luật sư trở về california thường lộ bình an chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới